Cô chào tất cả các em học sinh. Tiết học hôm nay chúng ta cùng ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 1 sắp tới. Nội dung trọng tâm bao gồm: thứ nhất, trong ngành ruột khoang gồm có bài chính. Thứ hai, ngành giun tròn gồm có bài 13, bài 14. Ngành thân mềm gồm có bài 18. Và cuối cùng, ngành chân khớp bao gồm đó là trọng tâm, lớp hình nhện, bài 25, lớp sâu bọ, bài 26 và bài 27. Bài chính, đa dạng của ngành ruột khoang. Như các em đã được học, ngành ruột khoang có khoảng 10.000 loài, trừ số nhỏ sống ở nước ngọt như là thủy tức, sống đơn độc. Đó là đại diện điển hình các em đã học trong ngành ruột khoang. Còn hầu hết các loài ruột khoang đều sống ở biển. Các đại diện thường gặp như là sứa nè, hải quỳ nè, san hô nha. Về sứa, cơ thể hình dù cấu tạo thích nghi với lối sống bơi tự do trong nước, có tầng keo dày hơn, lỗ miệng nằm dưới cơ thể nha. Về hải quỳ, cơ thể hình trụ thích có kích thước từ 2 đến 5 cm, màu sắc sặc sỡ. Chúng sống bám vào bờ đá hay sống cộng sinh với tôm ở nhờ. Sống cộng sinh thì hình thức này cô sẽ giới thiệu lại cho các em ở slide sau nha. Về san hô, san hô sống bám, cơ thể hình trụ, không di chuyển. Trong sinh sản mọc chòi có đặc điểm khác so với thủy tức, đó là khi sinh sản mọc chòi thì chòi con không tách rời cơ thể mẹ, tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau và có khung xương đá vôi bất động nhé. Ngoài ra hải quỳ còn sống cộng sinh với tôm ở nhờ. Thế nào là sống cộng sinh nè? Các em hãy tìm hiểu ha. Quan sát trên hình, chúng ta thấy rằng hải quỳ bám trên vỏ của con ốc, mà con ốc này đã chết rồi, chỉ còn cái vỏ rỗng thôi mấy em ạ. Và con tôm ở nhờ này nó sẽ chui vào trong cái vỏ ốc rỗng đó để sống nhờ trong đó. Như vậy cả hai bên có lợi như thế nào? Tôm ở nhờ thì giúp cho hải quỳ di chuyển. Vì sao vậy? Bởi vì khi tôm ở nhờ di chuyển thì nó sẽ kéo cái vỏ ốc theo, đồng thời kéo luôn hải quỳ, giúp hải quỳ di chuyển. Được chưa nào? Và ngược lại, hải quỳ thì giúp cho tôm xua đuổi được kẻ thù. Nhờ vào đâu nè? Bởi vì hải quỳ nó có nhiều cái tế bào gai độc ở trên tu miệng của nó. Các em đã học rồi, đúng chưa nào? Đấy. Như vậy, hai loài sống chung với nhau, cả hai bên đều có lợi. Đó là kiểu cộng sinh điển hình ở động vật nha. Đó là lối sống cộng sinh đó em. Bài 13, giun đũa. Giun đũa thuộc ngành giun tròn. Giun đũa thường ký sinh ở ruột non của người nè, tác hại là gây đau bụng, tắc ruột, tắc ống mật. Về cấu tạo ngoài, cơ thể thuôn dài khoảng 25 cm, ngoài có vỏ cuticul giúp bảo vệ, là giúp cho cơ thể của nó không bị tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa trong ruột non của người và làm căng cơ thể nha. Về sinh sản, cơ quan sinh dục, chúng thụ tinh trong, giun đũa phân tính, tuyến sinh dục dạng ống phát triển. Giun cái đẻ khoảng 200.000 trứng mỗi ngày. Vòng đời của giun đũa, các em hãy quan sát nhé. Giun đũa ký sinh trong ruột non của người, đó là lần thứ hai nó sẽ phát triển thành giun đũa trưởng thành nè. Sau đó giun đũa sẽ đẻ trứng, trứng sẽ theo phân ra ngoài môi trường. Khi ở ngoài môi trường gặp điều kiện thuận lợi thì trứng sẽ phát triển thành ấu trùng trong trứng. Có thể rơi bám vào trong thức ăn. Và khi người ăn phải thức ăn có nhiễm ấu trùng trong trứng của giun đũa, thì vào ruột non của người lần thứ nhất, ấu trùng sẽ chui ra khỏi vỏ trứng. Sau đó nó sẽ đi qua máu, gan, tim, phổi. Sau đó về ruột non lần thứ hai mới phát triển thành giun đũa trưởng thành và tiếp tục đẻ trứng, phát triển vòng đời nhé. Biện pháp phòng chống giun đũa như thế nào? Giữ vệ sinh cá nhân khi ăn uống nè, như là phải rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh nè, rửa sạch rau củ quả trước khi ăn, vân vân nhé. Giữ vệ sinh môi trường nơi ở sạch sẽ,
tẩy giun định kỳ, có nghĩa là 6 tháng một lần. Tiếp theo là bài 14, một số giun tròn khác. Bao gồm có như là giun kim, là giun móc câu, giun rễ lúa, giun chỉ. Đầu tiên đó là giun kim. Giun kim ký sinh ở trong ruột già của người, đêm giun cái liên tục tìm đến hậu môn để đẻ trứng nè, gây ngứa, khó chịu, mất ngủ nha. Trứng giun qua tai, thức ăn truyền vào miệng. Đó là thói quen của trẻ giúp cho giun kim khép kín được vòng đời nha. Thứ hai đó là giun móc câu, ký sinh trong tá tràng của người, hút máu làm người bệnh xanh xao vàng vọt. Ấu trùng xâm nhập qua da bàn chân khi người đi chân đất ở vùng có ấu trùng giun móc câu. Giun rễ lúa, ký sinh ở rễ lúa gây thối rễ, lá úa vàng rồi cây chết nha. Giun chỉ, để các em, ký sinh ở mạch bạch huyết gây bệnh chân voi, tay voi, vú voi. Ấu trùng giun chỉ qua mũi truyền vào người bệnh. Về biện pháp phòng bệnh, giun tròn ký sinh đó là như là ăn chín uống sôi nè, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, vân vân. Giữ vệ sinh môi trường nơi ở sạch sẽ, tiêu diệt ruồi nhặng, không tưới rau bằng phân tươi, tẩy giun định kỳ nhé. Bài 18, trai sông. Một hình dạng cấu tạo ngoài về vỏ của trai. Thì vỏ trai gồm hai mảnh vỏ dính với nhau ở bản lề vỏ nhờ có dây chằng và hai cơ khép mở vỏ. Khi cắt ngang vỏ, vỏ gồm có ba lớp. Lớp ngoài cùng đó là lớp sừng, ở giữa đó là lớp đá vôi và trong cùng đó là lớp xà cừ. Về cơ thể của trai, ngoài là áo trai. Mặt ngoài áo tiết chất tạo vỏ đá vôi, mặt trong áo tạo thành khoang áo, có ống hút và ống thoát nước. Giữa là hai đôi tấm mang và trong cùng gồm có thân, chân hình rìu, hai đôi tấm miệng và đầu của nó tiêu giảm. Cách dinh dưỡng, trai dinh dưỡng như thế nào? Chúng dinh dưỡng thụ động kiểu lọc nước. Trai lọc được khoảng 40 lít nước trong một ngày đêm. Chúng hô hấp bằng mang. Về sinh sản, trai phân tính, có trai đực và trai cái riêng nha. Trứng sau khi thụ tinh sẽ phát triển thành ấu trùng sống trong mang của trai mẹ. Điều này giúp cho ấu trùng nhận được nhiều oxy và được bảo vệ an toàn hơn. Sau đó, ấu trùng sẽ rời khỏi mang của trai mẹ, bám vào da và mang của cá. Điều này giúp cho ấu trùng di chuyển xa hơn, hay là phát tán mở rộng môi trường sống của chúng nha. Sau đó, ấu trùng mới rời khỏi da hoặc là mang cá, rơi xuống đáy nước, trở thành con trai, con nha. Bài 25, nhện, sự đa dạng của lớp hình nhện. Về đặc điểm cấu tạo cơ thể của nhện, thì cơ thể của nhện chia ra làm hai phần. Phần đầu tiên đó là phần đầu ngực, đầu ngực còn dính liền, gồm có đôi kiềm, có tuyến độc, có đôi chân xúc giác nè, bốn đôi chân bò. Phần thứ hai đó là phần bụng gồm có đôi khe thở, lỗ sinh dục và núm tuyến tơ. Về tập tính thì chúng hoạt động chủ yếu là về đêm. Đầu tiên đó là tập tính chăn lưới. Các bước chăn lưới đó là thứ nhất, chúng sẽ chăn dây tơ khung nè. Bước 2 là chăn dây tơ phóng xạ, bước 3 là chăn các sợi tơ vòng và bước thứ 4 đó là chờ mồi. Tập tính thứ hai đó là quá trình bắt mồi. Trình tự quá trình bắt mồi, đầu tiên bước 1, nhện sẽ ngoạm chặt mồi, chích nọc độc. Bước 2, tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi. Bước 3, trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian. Và bước cuối cùng, sau đó nó sẽ hút dịch lỏng ở con mồi. Sự đa dạng của lớp hình nhện, một số đại diện, các đại diện đó là bọ cạp nè, cái ghẻ nè, thì cái ghẻ là loại ký sinh ở da của người và gây bệnh ghẻ cho người. Phe bò sống bám trên ngọn cỏ, chúng sẽ bám vào lông rồi chui vào da để hút máu các loài gia súc khi có gia súc đi qua nha. Về ý nghĩa thực tiễn
thì đa số nhện đều có lợi vì chúng săn bắt sâu bọ có hại, trừ một số đại diện có hại như là cá ghẻ hay là dẹ bò. Tiếp theo đó là bài 26 châu chấu. Châu chấu thuộc lớp sâu bọ. Các em hãy quan sát hình 26.1 cấu tầng ngoài cơ thể của châu chấu nhé. Thì cơ thể của nó được chia ra làm 3 phần rõ rệt khác so với nhện ha. Đó là phần đầu riêng, là phần ngực riêng và phần bụng. Phần đầu có một đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh, phần bụng có các lỗ thở. Châu chấu di chuyển linh hoạt hơn so với các loài sâu bọ khác, đó là nó có khả năng bò, nhảy và bay. Về dinh dưỡng thì chúng phàm ăn thực vật rất có hại cho cây trồng, hô hấp qua lỗ thở ở mặt bụng. Về sinh sản và phát triển, các em lưu ý nha, châu chấu phân tính nè, chúng đẻ trứng thành ổ ở trong đất và châu chấu non mới nở ra đã gần giống với bố mẹ, đó là kiểu biến thái không hoàn toàn, phải qua nhiều lần lột xác mới trưởng thành. Cuối cùng, bài 27, đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ. Đây các em, một số đại diện của sâu bọ. Sâu bọ rất đa dạng về cấu tạo nè, số loài, môi trường sống và tập tính, như là tập tính là ve nó thường kêu vào mùa hè nè, ong xây tổ vân vân ha. Phần 2, đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của sâu bọ như thế nào. Đây các em, về đặc điểm chung ha, thì cơ thể của sâu bọ chia ra làm 3 phần riêng biệt: đầu, ngực và bụng. Phần đầu có một đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh. Chúng hô hấp bằng ống khí. Vai trò thực tiễn có ích như là ong mật nè, giúp thụ phấn cho cây, làm thuốc chữa bệnh vân vân, diệt sâu hại như là ong mắt đỏ. Về tác hại như là mọt hại gỗ, đó là hại gỗ, muỗi thì hút máu truyền bệnh, hoặc là gây hại cho cây trồng như là châu chấu thì ăn lá và chọi non vân vân. Ở câu hỏi ở đây đặt ra đó là gì? Ở địa phương em có biện pháp nào phòng chống sâu bọ có hại nhưng mà an toàn cho môi trường? Ở đây các em, biện pháp diệt sâu bọ mà không gây ô nhiễm môi trường như là chúng ta sẽ hạn chế dùng thuốc trừ sâu độc hại, chỉ dùng những thuốc trừ sâu an toàn cho môi trường như là thuốc vi sinh hay là những cái chế phẩm sinh học. Sử dụng kẻ thù tự nhiên của côn trùng để diệt chúng, đó là như là dùng cá ăn bọ gậy nè, dùng bẫy đèn để bắt các loài sâu hại mùa màng, bảo vệ các loài sâu bọ có ích, biện pháp vật lý, biện pháp cơ giới để diệt sâu bọ có hại, như là dùng tay bắt sâu nè, dùng vợt nè, dùng đèn bẫy vân vân nha. Nội dung ôn tập đến đây là kết thúc. Lưu ý, em hãy ôn và học thật kỹ các nội dung đã hướng dẫn. Cần đọc kỹ câu hỏi trước khi làm bài. Chúc các em thi đạt kết quả tốt. Cô mến chào tất cả các em.